Xin chào mọi người. Hôm nay tôi chia sẻ với mọi người một cái mẫu thêu mới. Thêu trên loại vải dày. Đây là vải canvas, vải để may túi. Trước khi thêu thì tôi có kiểm tra suốt chỉ dưới. Ở đây suốt chỉ còn khoảng 1/3. Bước thêu đầu tiên là màu vàng. Mẫu thêu này có 6.294 mũi thêu, thêu trong 14 phút và có 6 bước thêu. Tốc độ 500, tôi để tốc độ 500. Tôi không hiệu chỉnh càng chỉ trên, cho máy tôi để giá trị 00. Tôi điều chỉnh căng chỉ tại đây. Vải cũng khá dày, tôi vẫn cứ chỉnh xuống một chút. 340. Tôi sẽ theo bước đầu tiên. Tôi thay chỉ.
Đây là tình huống đất chỉ trên. Ta kiểm tra. Ta sẽ sau lại chỉ trên. Do ta đang theo giữa chừng nên nó có thể nó chạy lố một số mũi. Ta sẽ lùi lại khoảng 10 mũi. Ta lùi lại 10 mũi. Ok. Việc lùi lại này là do mình quyết định, có thể 5, có thể 10, mà tôi thấy là khoảng 10 mũi thì nó dừng lại. Ta tiếp tục.
Tới đây tôi có thể tạm dừng máy để tôi cắt sợi chỉ. Tôi cắt một cái sợi chỉ nó đang dài ở đây cho nó đỡ vướng. Sợi chỉ nào nó dài quá thì ta có thể dừng máy để cắt nó. Rồi tiếp tục. Có thể dừng để tiếp tục xử lý cái sợi chỉ ở đây, nó đang chéo qua này, không nên để. Khi ta để cái này nó theo đè lên thì sẽ rất khó nhặt chỉ. Như vậy kết thúc mẫu theo. Đây là mẫu theo khi ta chưa nhặt chỉ và tháo khỏi khung. Đây là sản phẩm theo đã nhặt sạch chỉ. Và đây là sản phẩm theo đã tháo ra khỏi khung. Sản phẩm theo khá đẹp. Chúng ta kiểm tra mặt sau. Một vài chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại.